Lan Khuê phản ứng căng đét khi bị nhãn hàng cho bay màu. Thời tới, một sao nam công khai thả thính Hòa Minzy. Trấn Thành tiết lộ lý do càng ngày càng mập. Thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới gọi tên Á hậu Phương Nhi. Nhan sắc xinh đẹp của Buka khi diện váy cưới. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin của ống kính hậu trường. Sau đây hãy cùng tôi điểm qua những tin hot hit trong ngày. Lan Khuê phản ứng căng đét khi bị nhãn hàng cho bay màu. Trong khi ba vị huấn luyện viên còn lại đều có mặt trong khung hình thì Lan Khuê lại bị mất hút. Cụ thể, một nhãn hàng điện tử nổi tiếng đăng ảnh dàn huấn luyện viên và host The New Mentor vì mục đích quảng bá sản phẩm. Thế nhưng khung ảnh chỉ có Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang và Dược Sĩ Tiến, còn Lan Khuê thì bay màu. Bị nhãn hàng bỏ quên, Lan Khuê có cách đáp trả khó ngờ là chia sẻ lại bài đăng kia và còn trực tiếp gắn thẻ nhãn hàng công khai. Bên dưới bình luận, Lan Khuê cũng tỏ ra khó hiểu và thắc mắc vì sao bản thân lại không xuất hiện trong khung ảnh của các chị đại. Sau hành động đáp trả căng đét của Lan Khuê, nhãn hàng đã xóa đi bài đăng nhưng vẫn nhận về bão phẫn nộ từ cư dân mạng. Hiện tại, Lan Khuê vẫn giữ nguyên chia sẻ trên trang cá nhân. Cô vẫn chưa nhận được lời xin lỗi hay thông báo chính thức công khai từ nhãn hàng vì sự cố vừa qua. Trước đây, khi được hỏi về vấn đề lo sợ lép vế trước dàn huấn luyện viên, Lan Khuê nói: "Nếu là Lan Khuê của những năm trước có sự e dè khi ngồi cạnh các chị, vì lúc đó tôi còn trẻ quá khi quyết định tham gia, tôi biết đây là cơ hội để mình được gặp lại những cố nhân, những người từng đồng hành trong công việc. Hiện tại tôi chỉ thấy niềm vui chứ không đặt áp lực đè lên vai. Tôi không cần bất chấp để thắng, cũng không cần tìm một danh tiếng hay địa vị nào khác nữa, nên mọi thứ rất đơn thuần khi đến với cuộc thi này." The New Mentor đang là show thực tế hot nhất hiện nay khi có sự góp mặt của bộ tứ huấn luyện viên đình đám. Đây cũng là lần hiếm hoi Lan Khuê quyết định tái xuất hậu lui về làm dâu hào môn. Tuy nhiên, Lan Khuê lại ngồi không cũng bị dính đạn khi dính vào ồn ào bị nhãn hàng bỏ quên khiến ai nấy cũng đều bất ngờ. Thời tới, một sao nam công khai thả thính Hòa Minzy. Màn tương tác của Hòa Minzy và nam ca sĩ này khiến dân tình đứng ngồi không yên. Mới đây, Double Tutti đã lâm vào tình huống dở khóc dở cười khi mọi người gán ghép với đàn chị Hòa Minzy. Cụ thể, tối qua, Hòa Minzy và Double Tutti đã có loạt status thả thính nhau qua lại khiến dân tình không khỏi tò mò. Tuy nhiên, đến sáng nay, nhận thấy sự việc có thể đi xa hơn, Double Tutti lại lên tiếng đính chính mọi status trong tối qua chỉ là hint cho sản phẩm âm nhạc hợp tác giữa anh và Hòa Minzy. Trên trang cá nhân của Hòa Minzy đăng tải bài viết với thắc mắc: "Chai deep nọng nghĩa là gì vậy mọi người? Tự nhiên hôm nay bị nghe hơi nhiều." Ngay lập tức, Double Tutti đã để lại bình luận đậm mùi thính: "Chai deep rộng có nghĩa là anh yêu chị." Hòa Minzy tỏ ra ngỡ ngàng: "Em táo bạo quá rồi Trường ơi." Màn tương tác của cả hai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả được dịp đẩy thuyền tới bến. Tuy nhiên, ngay sau đó, nam ca sĩ đã đăng tải bài viết đính chính hai người chỉ là chị em thân thiết mà thôi. "Đêm qua mình mãi mới ngủ được vì mọi người hiểu lầm vì mình có crush, nên sáng nay mình phải dậy sớm để up cái status này. Xin được đính chính với mọi người, đây chỉ là lời bài hát mới mà mình sẽ hát cùng chị Hòa Nguyễn thôi nha. Không có crush ai cả vì hai chị em đang thu âm thấy ca từ thú vị quá nên chia sẻ lên thôi." Double Tutti xác nhận vẫn còn độc thân, họ chị em tiếp tục có thêm hy vọng. Màn kết hợp âm nhạc đáng mong chờ này đánh dấu sự trở lại của Hòa Minzy sau thị màu, cũng như sản phẩm đầu tiên của Double Tutti sau khi đăng quang rap Việt. Trấn Thành tiết lộ lý do càng ngày càng mập. Nam MC đã tiết lộ lý do khiến anh có những thay đổi về ngoại hình dạo gần đây. Mới đây, nghệ sĩ Trấn Thành đã có mặt tại một sân khấu lớn của thành phố Hồ Chí Minh để dâng hương lên cho tổ nghiệp. Tại đây, Trấn Thành đã có dịp gặp lại những người đồng nghiệp, trong đó có đạo diễn Lê Hoàng và diễn viên Quang Tuấn. Trong lúc trò chuyện, ông xã Harry Won đã bất ngờ tiết lộ lý do phát tướng. Cụ thể, Trấn Thành thốt lý do anh thay đổi về ngoại hình là do công việc, dẫn đến việc stress. Nam đạo diễn phim Nhà Bà Nữ hài hước Thanh Minh: "Người ta bị stress, làm phim người ta stress chứ không phải là ăn lắm đâu, không có ăn gì nhiều cả hết." Anh cũng nói thêm: "Thiệt là ngưng công việc xong phải ngủ, nghỉ ngơi, stress lắm." Trấn Thành là một người hăng say công việc, mong muốn sản phẩm nghệ thuật anh làm ra phải chỉnh chu, chất lượng. Thế nên việc nam ca sĩ gặp stress cũng là điều khá dễ hiểu. Thời gian gần đây, Trấn Thành liên tục khiến khán giả bất ngờ vì ngoại hình có phần mụm mỉm của mình. Trước đó, Harry Won cũng từng cho rằng điều mà Trấn Thành thương nhất không phải là cô mà là nghề nghiệp. Harry Won chia sẻ: "Em đã chứng kiến và em thấy anh ấy rất là sống hết mình với nghề. Trong cuộc đời anh ấy yêu thương nhất không phải vợ mà là nghề nghiệp. Những gì liên quan đến nghệ thuật anh ấy yêu thương nhất, cho nên là anh dành thời gian cố gắng nỗ lực hết sức. Em là người chứng kiến nên em biết, thế nên em nhận giải sẽ không vui bằng anh ấy. Anh ấy nhận giải sẽ có những điều xúc động hơn." Thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới gọi tên Á hậu Phương Nhi. Nhan sắc ngọt ngào.
trong sáng và thuần khiết, nụ cười rạng rỡ, giọng nói nhẹ nhàng. Phương Nhi được cư dân mạng ưu ái gọi với danh xưng thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới. Vào ngày 26 tháng 9, Á hậu Phương Nhi đã đăng tải đoạn clip mới trên mạng xã hội khiến cư dân mạng rần rần. Người đẹp sinh năm 2002 chia sẻ, cũng theo trang nhẹ một cái, nhá hàng trước clip mừng Trung Thu ạ. Á hậu gốc Thanh Hóa mặc chiếc váy trắng bồng bềnh có thiết kế hở lưng trần quyến rũ và gợi cảm. Khoảnh khắc Á hậu Phương Nhi quay lại vài giây và đốn tim netizen vì nhan sắc ngọt ngào. Chỉ sau một ngày, đoạn clip này của Phương Nhi đã thu về hơn 2 triệu lượt xem và hơn 200.000 lượt thả tim. Nhiều cư dân mạng dành lời khen và còn đưa ra nhận xét Phương Nhi có nhiều nét giống với người đẹp xứ Trung, Vương Sở Nhiên. Quay lại thành Vương Sở Nhiên luôn, chỉ có nét giống Vương Sở Nhiên quá trời, đẹp nhất trend, xuất sắc luôn ạ. Nhiều lần trước đó, Phương Nhi cũng được so sánh với thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Kể từ khi tham gia cuộc thi Miss World Việt Nam 2022, người đẹp gốc Thanh Hóa đã được khen ngợi bởi nhan sắc trong sáng và thuần khiết. Hậu sinh năm 2022 còn được công chúng ưu ái gọi với danh xưng thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới bởi nhan sắc ngọt ngào và trong sáng. Sắp tới, Á hậu Phương Nhi sẽ trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế Miss International 2023. Sau khi hết nhiệm kỳ, Á hậu sinh năm 2022 biến hóa đa dạng, thử các phong cách khác nhau. Hình tượng nữ thần đến trẻ trung, trong sáng, Phương Nhi đều gây ấn tượng đặc biệt trong lòng công chúng. Ngoài sắc vóc nổi trội, chính nụ cười tỏa sáng và tràn đầy năng lượng của Phương Nhi chính là chi tiết đắt giá, khiến cô luôn ghi điểm tuyệt đối trong mỗi lần lộ diện. Chia sẻ về sự biến hóa của mình, Phương Nhi thổ lộ. Từ khi đăng quang cuộc thi, Phương Nhi luôn may mắn được khán giả yêu thương với vai trò em bút trong top 3 và là candy bông ngọt ngào. Vì vậy, trong suốt một năm đương nhiệm, Phương Nhi luôn muốn xuất hiện với hình ảnh mọi người yêu thích nhất và quen thuộc nhất. Từ đó, kéo khán giả lại gần Phương Nhi hơn. Sau một năm hết nhiệm kỳ, Phương Nhi đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn, thì mình lại càng muốn mọi người nhìn thấy được nhiều mặt, nhiều cá tính, nhiều phong cách hơn của mình. Sắc xinh đẹp của Buka khi diện váy cưới. Buka và Kim Tuấn Kiệt đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho ngày trọng đại của mình. Ngày 27 tháng 9, trên trang cá nhân của Buka, cô đã chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ của một người bạn tại một địa điểm thử váy cưới. Trong bức ảnh, nữ diễn viên tỏa sáng trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi với những họa tiết hoa văn tinh tế được thiết kế xuyên thấu. Bên cạnh đó, kiểu dáng váy không dây giúp Buka khéo léo khoe đôi vai trần gợi cảm của mình. Nhan sắc của Buka trong lần xuất hiện này nhận được nhiều lời khen ngợi. Nữ diễn viên chọn kiểu tóc cột nhẹ và chia ngôi sang hai bên, kết hợp với một lối trang điểm nhẹ nhàng để làm nổi bật lên vẻ đẹp tự nhiên. Theo thông tin, đám cưới của Buka và Kim Tuấn Kiệt sẽ diễn ra vào tháng 11. Cặp đôi đang rất bận rộn chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình. Đầu tháng 9 vừa qua, Kim Tuấn Kiệt đã gây bất ngờ cho mọi người khi xác nhận mối quan hệ tình cảm với Buka thông qua một bài đăng trên mạng xã hội. Không chỉ dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn thành công trong việc cầu hôn bạn gái và dự định tổ chức đám cưới trong thời gian sắp tới. Sau những ngày làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho ngày trọng đại, Kim Tuấn Kiệt và Buka đã đạt được mục tiêu của mình và sẽ bước vào cuộc sống hôn nhân trong thời gian tới. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, cặp đôi đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, cụ thể là vào tháng 11. Với sự góp mặt của nhiều người bạn thân trong showbiz, dự đoán rằng đám cưới của Kim Tuấn Kiệt và Buka sẽ là một sự kiện hoành tráng và đáng nhớ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Bản tin cuốn kính hậu trường đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.